những điều cấm kỵ không được làm trong tháng cô hồn. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày mới an lành, vạn cát. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm là tháng cô hồn, hay còn gọi là tháng mở cửa mạ. Tục cúng cô hồn xuất phát từ Trung Hoa. Mỗi năm, đến dịp tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ mở cửa địa ngục để quỷ đói trở lại cõi trần gian. Theo quan niệm dân gian, khoảng thời gian này, trên dương thế, cô hồn xuất hiện khắp nơi. Vì vậy, cần phải cúng cháo, gạo, đồ ăn để chúng không quấy nhiễu cuộc sống bình thường. Người dân quan niệm rằng tháng 7 là tháng xui xẻo trong năm, do đó thường tránh làm những việc quan trọng như cưới xin, làm nhà, mua bán những thứ quan trọng. Nếu có bắt buộc phải làm thì cũng chọn ngày rất cẩn thận. Trong tháng 7 có một số điều kiêng kỵ tuyệt đối không được phép làm trong tháng cô hồn. Vậy đó là những điều gì? Xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Đặc biệt, để có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi, quý anh chị có thể xem chi tiết ngay tại phần mô tả của video này. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Đầu tiên là không đi chơi đêm trong tháng cô hồn. Theo dân gian, thời gian này nên hạn chế đi chơi đêm. Đây là khoảng thời gian ma quỷ lộng hành nhất. Với những người yếu bóng vía, không nên đi chơi đêm trong tháng này. 2. Không tùy tiện đốt vàng mã. Dân gian quan niệm rằng trong tháng cô hồn quỷ đói rất nhiều. Chúng đều thiếu thốn mọi thứ nên lang thang khắp nơi. Nếu bạn tùy tiện đốt vàng mã, có thể sẽ khiến ma quỷ vây lại quanh bạn, khiến cuộc sống của bạn ảnh hưởng. 3. Không ăn vụng đồ cúng cô hồn. Đến rằm tháng 7, hầu hết nhà nào cũng làm mâm cỗ cúng cô hồn để ban phát đồ ăn, thức uống cho các linh hồn, quỷ đói. Theo quan niệm dân gian, đó là đồ của người âm, nên nếu chưa cúng mà đã ăn hoặc chưa xin phép đã lấy thì sẽ rước họa vào thân. 4. Không nhổ lông chân trong tháng cô hồn. Dân gian cho rằng một sợi lông chân quản 3 con quỷ. Nếu nhổ lông chân trong tháng cô hồn sẽ dễ gặp phải xui xẻo, trắc trở trong cuộc sống, công việc làm ăn. Người nào càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần. 5. Không treo chuông gió ở đầu giường. Người xưa cho rằng việc treo chuông gió ở đầu giường trong tháng cô hồn sẽ gọi ma quỷ đến nhà. Tiếng chuông gió sẽ thu hút ma quỷ. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, có thể khiến ma quỷ quấy phá. 6. Không đứng gần cây đa, cây đề. Có câu quỷ gốc đa, ma gốc đề. Vào ban đêm, dưới gốc cây đa, cây đề hội tụ rất nhiều âm khí. Nhất là vào tháng cô hồn, tốt nhất nên kiêng đứng gần, ngồi, nằm hay trốn ở đó để tránh bị ma trêu quỷ hơn. 7. Không phơi quần áo vào ban đêm. Tuyệt đối nên tránh phơi quần áo vào ban đêm bởi đây là khoảng thời gian quỷ đói, hồn ma lang thang nhiều nhất. Ma quỷ nếu thấy sẽ mượn tạm và để lại quỷ khí trong các quần áo của bạn. 8. Kiêng gọi tên nhau khi đi chơi đêm. Trong tháng cô hồn, nếu đi chơi đêm cần tuyệt đối tránh gọi tên nhau, nếu không, ma quỷ sẽ nhớ tên người được gọi. Theo dân gian, đó là điểm xấu, sẽ mang lại nhiều xui xẻo. 9. Không bơi lội trong tháng cô hồn. Ma quỷ lang thang khắp nơi trong tháng cô hồn, nhất là những nơi có nước như sông suối, ao hồ. Vì vậy, theo dân gian nên kiêng bơi lội trong tháng này, nếu không cẩn thận sẽ bị trẹo chân, thậm chí có thể bị ma rủ. 10. Không được hù dọa người khác. Một trong những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn đó là không được hù dọa người khác. Điều này khiến người khác bị hồn bay phách lạc, sẽ bị ma quỷ xâm nhập vào lúc nào không hay. 11. Đến nơi vắng vẻ tuyệt đối không nhìn lại phía sau. Khi đi về khuya hoặc đến những nơi vắng vẻ, nếu có cảm giác hình như có người đang đi theo hoặc gọi tên mình, bạn cũng tuyệt đối không được quay đầu lại. Đây có thể là do ma quỷ trêu chọc. Nếu quay lại, sẽ dễ bị rủ về cõi âm. 12. Tránh thức khuya. Việc thức quá khuya trong tháng cô hồn sẽ dẫn đến việc cơ thể suy nhược, dễ nhiễm quỷ khí, thậm chí sẽ bị ma quỷ nhập vì ban đêm là lúc ma quỷ hoành hành. 13. Không nhặt tiền rơi trong tháng cô hồn. Trong tháng cô hồn, tuyệt đối bạn không nên nhặt tiền rơi ngoài đường vì có thể đó là tiền người ta cúng dùng để mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa.
Nếu nhặt phải tiền đó, thì bản thân người nhặt sẽ hứng chịu những tai họa thay cho người giải tiền. 14. Không đến gần góc tường. Theo quan niệm dân gian, góc xó tường thường là nơi tối tăm nhất. Đây là nơi trú ẩn của ma quỷ, vì vậy tuyệt đối không nên đến gần những chỗ đó. 15. Không chụp ảnh ban đêm trong tháng cô hồn. Lúc này, ma quỷ làng vạng rất nhiều, rất có thể sẽ chui vào ống kính chụp hình cùng bạn. Khi cầm đèn pin đi chơi khuya cũng không nên chiếu loạn xạ lên cây. Điều này có thể làm kinh động đến những linh hồn trên ngọn cây. 16. Không để mũi dép hướng về phía giường khi đi ngủ. Nên kiêng để mũi dép hướng về phía giường khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp ma quỷ biết rằng có người sống đang nằm trên giường. Có thể chúng sẽ lên quấy phá hoặc ngủ chung với bạn. 17. Không cắm đũa giữa bát cơm. Khi ăn cơm, tuyệt đối kiêng kỵ việc cắm đũa giữa bát cơm vì đây giống như việc thắp hương cúng người mất. 18. Kiêng ở nhà một mình trong phòng. Trong tháng của người âm này, nên hạn chế việc ở nhà một mình trong phòng. Điều này sẽ bị ma quỷ dẫn dắt hoặc vào nhà quấy phá. Ngoài những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, dân gian cũng lưu truyền những việc nên làm vào tháng 7 âm lịch. Người xưa thường làm lễ cúng cô hồn, cúng rằm tháng 7, thăm mộ phần người thân trong gia đình hay đi lễ chùa cầu bình an. Ngoài ra, người xưa cũng thường ăn chay để tránh điểm dữ, hạn chế sát sinh, không cáu giận, không cãi vã. Nếu có thể làm phúc, làm việc thiện thì nên làm. Dưới đây là những điều nên làm trong tháng 7 để đem lại may mắn, bình an. Lễ Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan báo hiếu nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ người đi trước. Mang giá trị nhân văn, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, lễ Vu Lan báo hiếu nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ đi trước. Mang giá trị nhân văn, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây ngàn đời của dân tộc ta. Lễ phóng sinh. Phóng sinh là việc hành thiện tích đức, cứu các loài sinh vật khỏi bị giết hại, trao cho chúng thêm một cơ hội sống tự do. Hành động phóng sinh có ý nghĩa tạo lấy phước đức, đồng thời tập cho con người có ý thức về giá trị của sự sống, biết trân trọng cuộc sống cá nhân và hướng con người làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Dùng vật phẩm phong thủy. Để hóa giải đen đủi và mang lại may mắn trong tháng cô hồn, các anh chị và các bạn hãy mang theo bên mình mặt dây chuyền bát bảo tâm kinh. Vật phẩm được coi như pháp bảo phong thủy hộ thân, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kỵ tà, hóa sát, gia trì công đức, từ đó kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, công danh sự nghiệp thăng tiến, hỗ trợ hành mệnh cho bản thân. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của bản thân được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Nên hạn chế sát sinh. Trong tháng 7, nên hạn chế giết mổ các loài vật như chó, mèo, lợn, gà. Việc sát sinh trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, nhưng trong một số trường hợp, cần tuyệt đối tránh việc sát sinh. Ăn chay là một trong những cách rèn luyện bản thân để hướng đến những giá trị nhân bản của cuộc sống. Bên cạnh đó, nó còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nhất là trong bối cảnh hiện tại, khi thực phẩm bẩn ngày càng tràn lan, thì gia súc, gia cầm không được đảm bảo. Nhiều người đã tìm đến đồ ăn chay như một phương pháp bảo vệ sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Nên làm phúc, giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác trong lòng bạn sẽ luôn cảm thấy vui tươi, bất kể việc đó có ai công nhận hay không. Tâm trạng tốt sẽ xua tan được ưu phiền, giữ được tâm sáng, mang lại bình an. Ăn nói hòa nhã, vui vẻ. Việc tạo niềm vui hay sự hòa nhã với những cuộc giao tiếp với người thân, bạn bè, đối tác sẽ giúp cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Tránh các cuộc xung đột, mâu thuẫn cãi vã hay mâu thuẫn trong các mối quan hệ chỉ khiến bản thân trở nên căng thẳng. Đặc biệt, trong tháng 7 âm lịch, cần phải tránh xa những xung đột trong công việc, cuộc sống để luôn có một tâm lý thoải mái, tích cực, đi lễ chùa. Thay vì lo lắng những điều không may xảy đến trong tháng cô hồn, hãy sống vui vẻ, làm những điều tích cực và dành thời gian để đi lễ chùa. Vãng cảnh chùa và lễ chùa sẽ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, thanh tịnh, tránh những cảm xúc tiêu cực. Dùng bột trừ tà. Tháng 7 âm lịch mang nhiều âm khí đến ngôi nhà của bạn. Bởi vậy, sau khi cúng cô hồn thì một ngày sau đó hoặc cuối tháng 7, bạn nên dùng bột trừ tà để tiêm khử. Tránh trường hợp các âm linh phảng phất vào trong nhà mình tụ ở lại.
Đồng thời, vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng bột tẩy uế mà tẩy hoàn toàn trong căn nhà của mình để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở. Có thờ có kiêng, có thiêng có lành. Trên đây là tất cả những điều mà quý anh chị và các bạn cần chú ý trong tháng cô hồn về việc không nên làm gì và nên làm gì. Hy vọng quý anh chị và các bạn đã có thêm được nhiều thông tin hữu ích để có thể giúp tháng cô hồn được bình an và may mắn. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo của kênh Phong thủy Gia Cát.